đi đánh trận trăm miền. Miền xa có ai yêu người tình như những khi yêu người tình. Ngờ rằng em nhớ anh, chọn kiếp xuân xanh để dành riêng cho linh với tất cả hồn chi. Xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hàng Long Âm Thanh Số chúng em ngày hôm nay. Và ngay sau buổi trưa livestream thì anh Thành ở Hồ Chí Minh đã đặt cọc chúng em một bộ cao kê gồm 3 thiết bị và tổng trị giá là 32.900.000 đồng. Xin phép được giới thiệu lần lượt cho các bác và anh em cùng tham khảo cái bộ cao kê của anh Thành ngày hôm nay. Đầu tiên là có thể nói là ấn tượng nhất đúng không? Và cuốn hút nhất đó chính là đôi loa DX2 mang thương hiệu Winwood của Mỹ. Phiên bản này được xuất riêng cho thị trường châu Âu. Đây là phiên bản có thể nói là những dòng vang dũng dòng loa high-end, thiết kế high-end 2-in-1 duy nhất tại thời điểm hiện tại cho cái chất lượng âm thanh vừa đáp ứng được cả hai nhu cầu là nghe nhạc chuyên nghiệp và hát karaoke chuyên nghiệp. Và đây chính là đôi loa mà được rất nhiều anh em yêu mến trong thời gian vừa qua, có DX2 và DX5. DX2 cũng là một trong những lựa chọn cực kỳ tuyệt vời và thông minh cho các bác anh em tại thời điểm hiện tại. Và đôi loa này có sử dụng là một những dòng chép đĩa này, là hai chép mành, có thể đánh một chép đánh phía trước, một chép đánh phía sau, đánh lan tỏa 360 độ. Cái chép mành này tiếng nó rất là mịn, nhuyễn, tơi và nó chính xác, sạch sẽ, trong trẻo mà nó không làm cho cái cảm giác người nghe, mặc dù chúng ta nghe ở gần, nó vẫn không bị chói tai như em đang nghe ở đây. Và đặc biệt là nó sẽ lan tỏa 360 độ. Chúng ta dù chúng ta nghe ở đâu trong không gian phòng, nó cũng sẽ có cái tiếng chép nó như vậy. Đó chính là công nghệ chép mành. Và cái đặc điểm của dòng chép mành thì nó có thể lên tới 40 kHz. Cái chất âm của nó thì như em đã nói. Và ở đây thì nó sử dụng thêm một cái dòng chép dôm nữa. Anh em có thể thấy được chép dôm thì nó sẽ có giải tần số thấp hơn chép mành một chút, nhưng nó cho cái chất lượng âm thanh rất là trong, sạch và nối tiếp giải chép mành xuống dưới. Ở đây chúng ta sẽ quan sát được hai thêm loa chung nữa. Đây là hai loa chung công suất lớn cho cái chất âm nó, lời ca tiếng hát nó sáng, nó khỏe, nó mạnh và nó nổi bật lên trên lời nhạc, lách cách leng keng hay là những bản nhạc du dương mềm mại, nó rất là ngọt ngào. Và dòng loa này ngoài cái khả năng trình diễn những giải trung âm tươi sáng thì nó còn thể hiện cái lời ca tiếng hát rất là sắc nét nữa. Là để chúng ta sẽ cùng nghe thử cái phần test karaoke. Đây là phần đuôi phía sau của cái dòng loa DX2, một cái thiết kế rất là vuông vức. Và đây là gỗ nguyên khối luôn các bác, rất là chắc chắn. Và đằng sau đây thì nó sẽ được bo tròn hơi cong cong lại ở góc, nhưng mà vẫn giữ được cái vẻ nam tính, lịch lãm. Và đằng sau thì chúng ta có thể thấy được là riêng với DX2 thì nó sẽ có chế độ chơi BY để chúng ta tháo ra, đánh chế độ giải tần cao và một đường để cho giải tần thấp là do loa trầm. Đó, đây là dành cho anh em nào chơi chuyên sâu, nghe nhạc thì chúng ta đã biết được cái dòng chế độ chơi BY này rồi, đúng không ạ? Là chơi 2 giây, đúng không ạ? Và đằng sau đây thì là chúng ta bên cạnh đây chúng ta thấy được một bát 25 nữa, là loa siêu trầm bát 25 cộng với kích thước thùng lớn nên nó thả những quả bát rất là uy lực, rất là mạnh mẽ. Mỗi một loa đều có một bát các bạn nhé. Và giải tần hoạt động từ 35 Hz cho tới 40 kHz, cho nên là giải âm sắc của nó rất là đầy đủ, chi tiết và nó chơi được đa dạng tất cả các thể loại nhạc. Dù là chúng ta nghe nhạc vàng mềm mại du dương trữ tình hay những bản nhạc DJ remix tiết tấu nhanh mạnh dồn dập, nó đều thể hiện được rất tốt. Và đặc biệt phiên bản này còn xem phim được với âm thanh giống sống động như là ngoài giáo hát. Và ở đây thì em đang ghép cho anh Thành là cục đẩy X7 DAC tích hợp sẵn vang số này, chống hú tự động này, Bluetooth, cổng quang, đầu đọc USB. Và đặc biệt nó rất là hay và dễ chỉnh nữa các bác nhé. Âm sắc qua cái đồ giải mã này nó được lọc sạch, cho nên làm cho cái phần tín hiệu đầu ra nó sẽ đánh một cách chính xác và tinh tế, nhuyễn hơn, mịn hơn, nghe nịnh tai hơn. Và không thể thiếu được, nếu như chúng ta hát karaoke thì sẽ sử dụng một cặp mic không dây. Em ở đây em ghép luôn cho anh Thành, đó là cặp mic SL69 cùng thương hiệu với cục đẩy và cùng thương hiệu với đôi loa, để cho cái chất lượng âm thanh nó đồng bộ nhau. Tổng trị giá là 32.900.000 đồng. Và ngay sau đây thì không để cho chúng ta chờ lâu nữa, mời các bác và anh em hãy cùng đeo tai nghe và thưởng thức bài hát rất là quen thuộc, bài hát được mang tên Lính Trận Miền Xa, để trải nghiệm luôn chất âm bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Em sẽ hát luôn với chiếc mic SL69.
Dạ vâng, chừng đó thời gian thì cũng để cho các bác và anh em cảm nhận được chất âm bộ dàn cao kê ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Và một lần nữa rất cảm ơn anh Thành đã ủng hộ chúng em bộ dàn cao kê ngày hôm nay. Kính chúc anh Thành và gia đình thật là nhiều sức khỏe, bình an và ca hát vui vẻ. Mọi nhu cầu về những bộ dàn cao kê từ bình dân cho tầm trung cho tới những bình dân bộ cao kê cao cấp hay những thiết bị lẻ như đơn loa, đục đẩy, mic nâng tiếng v.v. các bác và anh em vui lòng gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình là 0975386726 hoặc 0963866622. Địa chỉ của chúng em tại 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các bác và anh em nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hoàng Long nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo.